Kịch tính như bom tấn Hollywood, những cú twist khó tìm nhất xảy ra mà chẳng ai có thể lường trước được. Liverpool đã đánh bại Chelsea sau 120 phút không thể điên rồ hơn để chính thức trở thành tân vương Carabao Cup. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Jurgen Klopp ăn mừng đầy cuồng nhiệt, những cú đấm vào không trung hòa trong những tiếng hét phấn khích của biển đỏ khán giả tại Wembley. Klopp đã mất nguyên một đội hình khi gồm toàn những trụ cột trước trận chung kết vì nạn chấn thương hoành hành, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được điệu rock bùng cháy để chạm tới những nốt thăng hoa. Người ta đều cảm thấy rõ một điều ở Anfield vào lúc này là những cầu thủ Liverpool đều chiến đấu với hơn 200% sức lực vì Klopp để tạo nên một mùa giải chia tay theo cách đáng nhớ nhất cho người đàn ông vĩ đại của họ. Sau Carabao Cup là Premier League, là Europa League, là FA Cup để nuôi tham vọng hoàn tất quân bốn thần thánh. Nhưng cũng đừng quên Chelsea, họ đã chơi một trận đấu tốt hơn mọi ngày và có quyền tiếc nuối với những gì đã xảy ra. Ở đó, câu chuyện gây tranh cãi của VAR chắc chắn sẽ còn được nói tới rất nhiều vào những ngày tới đây. Trước nạn chấn thương bùa vây, Jurgen Klopp có lẽ đã phải vắt hết chất xám để tìm ra 11 con người đá chính cho Liverpool. Không Mohamed Salah, cũng chẳng có Darwin Núñez, lần lượt Harvey Elliott, Cody Gakpo là những sự thay thế cho trận chung kết. Bên kia chiến tuyến, Mauricio Pochettino vẫn giữ nguyên đội hình ra sân đã giúp họ cầm hòa Man City tại Etihad. Nhìn vào lực lượng què quạt của Liverpool, nhiều True Blue bắt đầu hy vọng vào một chiến thắng để cứu vớt mùa giải thảm họa. Nhưng nỗi lo về 5 trận chung kết toàn thua tại Wembley vẫn còn đó. Dường như đó là một cái dớp đã ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần nhập cuộc của Chelsea. Dù cho mất hàng loạt những trụ cột, nhưng The Cop mới là đội chiếm được thế thượng phong trong những phút đầu tiên. Sự có mặt cùng lúc của bộ đôi Wataru Endo và Recep McAllister giúp cho đoàn quân áo đỏ kiểm soát được bóng, bọc tách những lớp bắt người của Chelsea. Cả hai nếu có thể linh hoạt hoán đổi vị trí, luân phiên lùi xuống đảm nhiệm vai trò số 6. Bước vào trận đấu mang cơ hội giành danh hiệu gần như là duy nhất của cả mùa giải, Pochettino lộ rõ sự thận trọng với cách khởi đầu của The Blue. Các cầu thủ Chelsea duy trì khối phòng ngự 4-4-2 chặt chẽ ở giữa sân, không vội vàng dâng cao pressing mà chọn cách bắt những đường truyền của đối phương. Nhưng khoảng thời gian thăm dò cũng chỉ kéo dài trong chốc lát để nhường chỗ cho những màn ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn diễn ra với tốc độ chóng mặt của cả hai bên. Không có Salah lẫn Núñez, nhưng các Liverpoolian vẫn còn đó một mũi khoan chất lượng Luis Diaz đầy nguy hiểm bên cánh trái. Tiền đạo người Colombia bắn phát súng cảnh báo đầu tiên dành cho hàng thủ của Chelsea bằng một cú sút cực mạnh khiến cho thủ thành Petrovic phải trổ tài. Cũng chỉ ít phút sau, đến lượt The Blue đáp trả với một cơ hội thậm chí còn rõ ràng hơn khi Carrier cản phá khó tin cú sút cận thành của Cole Palmer, cũng là lúc các cổ động viên Liverpool như muốn rớt tim ra ngoài. Đá trận chung kết đầu tiên trong mùa giải chia tay Jurgen Klopp, các cầu thủ The Cop vừa phải cháy hết mình, vừa cần phải đá giữ trần tùy thời điểm vì nạn thiếu hụt lực lượng đang vô cùng nghiêm trọng. Hãy nhìn vào dàn dự bị khiến cho các Liverpoolian cũng phải ngán ngẩm, những khuôn mặt lạ hoắc, ngơ ngác trông chẳng khác gì những cậu bé nhặt bóng. Nhưng rồi, điều người ta lo nhất cuối cùng cũng đã xảy đến. Khi trận đấu còn chưa trôi qua được nửa giờ đồng hồ, Ryan Gravenberch lăn ra sân chấn thương sau pha dẫm chân rất thô của Moises Caicedo. Không có bất cứ chiếc thẻ nào từ cả trọng tài, Klopp phải lắc đầu chua chát về bệnh viện Liverpool lại đón thêm một bệnh nhân mới. Tình cảnh trớ trêu đã giúp cho Joe Gomez được tung vào sân. Tài năng trẻ Bartley được đẩy lên vị trí cánh, đồng nghĩa Elliott là người chám vào khoảng trống mà Gravenberch để lại ở giữa sân. Khi thế trận vẫn diễn ra đầy giằng co giữa hai bên, trọng tài và VAR một lần nữa lại trở thành nhân vật chính. Phút 34, Nicolas Jackson có pha thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang để Raheem Sterling đệ bóng vào lưới. Ngôi sao người Anh không ăn mừng cũng chẳng phải vì đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ mà nhận ra quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài. Sau khi tham khảo VAR, ông Chris Kapanas cho rằng Jackson đã việt vị trước khi kiến tạo. Sau khi thoát thua, Liverpool như bừng tỉnh để vượt qua nghịch cảnh éo le nhất. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 chứng kiến cơ hội nguy hiểm liên tiếp được đội chủ sân Anfield tạo lập ra, đặc biệt là cú đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc đầy đáng tiếc của Gakpo khi thủ thành Petrovic đã hoàn toàn đứng chôn chân ở tình huống này. Dù mạnh yếu từng lúc ra sao, nhưng cứ mỗi khi Liverpool và Chelsea chạm trán nhau, người hâm mộ luôn có cơ hội để chứng kiến những màn đôi công đầy gay cấn. Ở hành lang trái, Diaz gần như trở thành nguồn sống của hàng công The Cop khi cả Salah và Núñez đều vắng mặt, trong khi bên phía Chelsea, Cole Palmer như thường lệ đóng vai trò ngòi nổ nguy hiểm nhất khi luôn biết cách xuất hiện ở những vị trí nhạy cảm, điều mà chẳng có bất cứ cầu thủ tấn công nào của The Blue có thể làm được. Cuộc đối đầu giữa Endo và Caicedo ở tuyến giữa cũng khiến cho các cổ động viên không khỏi thích thú. Ở phiên chợ hè, sau khi bị Chelsea hớt tay trên mục tiêu số 1 là Caicedo, Liverpool mới đành cắn răng chuyển sang chiêu mộ thủ quân đội tuyển Nhật Bản. Nhưng The Cop chắc hẳn cũng đã cảm thấy may mắn vì quyết định ngoài kế hoạch này. Endo thể hiện ấn tượng vượt ngoài sự mong đợi.
và câu chuyện không phải là ngoại lệ ở trận chung kết. Nhưng để nói về highlight của trận chung kết đêm qua thì chắc hẳn chiếm sóng nhiều nhất phải là VAR và trọng tài. Sau lần hụt hẫng của Chelsea ở hiệp 1, đến lượt Liverpool chịu cảnh tương tự, lần này còn đau đớn hơn rất nhiều. Từ pha đá phạt trích sang bên cánh trái, Van Dijk bật cao dũng mãnh đánh đầu tung lưới Petrovic, trung vệ người Hà Lan chạy về phía khán đài ăn mừng giữa sự phấn khích tột độ của các cổ động viên Liverpool. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và phải mất một hồi khá lâu, trọng tài chính Kavanagh mới đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng của Van Dijk vì lỗi việt vị trước đó của Endo. Tình huống gây tranh cãi này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được bàn luận rất nhiều vào ngày hôm nay. Nhiều ý kiến cho rằng Endo đã chặn đà di chuyển của Lewis Cowin, người ban đầu theo kèm Van Dijk. Nhưng một số khác bày tỏ sự phản đối với quyết định của trọng tài bởi sự máy móc của VAR. Chuyến tàu lượn cảm xúc ở Wembley vẫn cứ thế diễn ra, những bước ngoặt kịch tính khi trận chung kết càng trôi về cuối. Nhân vật chính trong những phút cuối gọi tên Gallagher. Người mẹ của anh chắc hẳn đã được cổ động viên Chelsea nhắc tới rất nhiều khi mà tiền vệ 24 tuổi liên tục phung phí những cơ hội ngàn vàng. Đỉnh điểm là pha đối mặt ở phút thứ 85, Gallagher xử lý chẳng khác nào một cầu thủ nghiệp dư khi để Carragher dễ dàng hóa giải tình huống nguy hiểm. Cũng cần phải nói rằng hai thủ môn đã có một ngày thi đấu xuất sắc và cuối cùng trận chung kết Carabao Cup năm nay chính thức phải bước vào hiệp phụ. Những con tim đập ngày một thổn thức hơn, những tiếng tích tắc của đồng hồ. Khi thế trận đang diễn ra đầy căng thẳng thì bước ngoặt xảy đến ở phút thứ 118, một lần nữa vẫn là anh Virgil van Dijk bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới Chelsea. Trung vệ người Hà Lan không quên ngoái lại nhìn trọng tài, nhưng lần này đã không còn tiếng còi hụt hẫng nào cả. Bàn thắng quý giá của Van Dijk chính thức giúp cho Liverpool lên ngôi vô địch sau 120 phút quá điên rồ và cực kỳ hấp dẫn. Một đêm buồn nhói lòng của các True Blue, dù đây là điều họ đã quá quen thuộc ở mùa này. Đoàn quân của Pochettino trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử thua 6 trận chung kết quốc nội liên tiếp. Và kẻ xứng đáng hơn đã giành được chiến thắng vì cái kết ngọt ngào sau ngày tận thế. The Cop đã bước tới trận chung kết với một đội hình toàn những thương tích và nạn chấn thương. Sau thông báo chia tay đội bóng vào cuối mùa giải, Jürgen Klopp liên tục đón phải những tin xấu và tưởng chừng như hy vọng đều đã sụp đổ. Nhưng đây là điệu rock cuồng nhiệt, là Liverpool ngoan cường mà người ta luôn nể phục. Chiến thắng cảm xúc tại Wembley một lần nữa giúp cho The Cop gieo sầu cho chính Chelsea khi đã thắng cả 4 trận chung kết gần nhất trước đối thủ. Và lời cuối cùng, một lần nữa xin được chúc mừng tân vương Carabao Cup mùa 2023-2024 Liverpool.